Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình ha. Thì hôm nay mình lại quay lại một tựa game. Cách chơi rất là đơn giản nhưng mà không đơn giản tí nào. Thì đây là tựa game nó đây các bạn. Nhưng đứt và dài quá là mình không thể đọc ha. Thì game này có rất nhiều phiên bản. Thì bây giờ mình sẽ chơi cái phiên bản cái này thôi ha. Thôi ok, mình sẽ lấy ra cần cái này thanh thanh này và xúc xắc. Thì bây giờ mình sẽ chơi bốn người luôn. Ok, thì hộp chúng ta. Ok, thì bây giờ mình sẽ set up game ha. Thì game chúng ta gồm cái bản đồ thế này đây. Đây là vạch xuất phát của tất cả mọi người. Thì chúng ta sẽ đặt những cái ô này theo đúng cái màu sắc của nó. Mọi người sẽ gỡ 5 cái này ha. Màu xanh thì mình đặt ở đây. Ôi, màu vàng với màu ấy đắp tiếp tiêu rồi. Và các bạn sẽ, mỗi người sẽ có một xúc xắc riêng cho mỗi người nè. Bây giờ mình sẽ đặt những cái thanh trắng này ở đây, ở vị trí này, vị trí màu đỏ trên bản đồ này. Thì để bắt đầu game thì các bạn tung xúc xắc để biết người bắt đầu thôi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tung xúc xắc. Bây giờ không có màu xanh và màu vàng. Có màu xanh màu vàng mà. Đây. Mình là lấy lộn rồi bà. Mình phải lấy cái ô màu này mới đúng. Mình sẽ thấy thêm màu vàng thôi ha. Hai. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi ha. Ok, thì mỗi người sẽ có một thanh xúc xắc của riêng cho mọi người đây. Không ai giống ai cả. Thì bây giờ mình sẽ phổ biến luật chơi. Thì luật chơi của mình là các bạn sẽ phải đến được đây. Các bạn phải đến được đây. Và để đến được đây thì các bạn sẽ cũng di chuyển, phải tung xúc xắc để mà di chuyển thôi. Đó, di chuyển thế này. Thì đây là những cái thanh chướng ngại vật của các bạn. Thì các bạn chỉ được quyền lấy cái thanh này khi các bạn đủ cái số nút của tới cái vị trí này thôi. Ví dụ như là bây giờ 1, 2, 3, 4, 5. Thì nếu mà mình tăng xúc xắc 5 thì mình mới đến được vị trí này.
và có thể lấy cái thanh này và đặt bất kỳ ở vị trí nào mà các bạn muốn, nhưng mà chỉ không được đặt ở cái hàng đầu tiên này, là không được đặt cái thanh này thôi. Các bạn có thể đặt ở đây nè, đặt ở đây, đặt tất cả các vị trí mà các bạn muốn, chỉ có cái hàng duy đầu tiên này duy nhất là không được đặt thôi. Thì đó, thì các bạn cứ tung xúc xích và đi như vậy thôi. Thì cái game này có một cái điểm rất là hay là ví dụ như là các bạn bạn đi được tới cái điểm này, và các bạn màu vàng đi được tới cái điểm này, thì nếu bạn bạn tung được xúc xích số 1 thì bạn có thể đi tới cái điểm này và đá tung bạn màu vàng trở về vạch xuất phát, và bạn màu vàng phải đi lại từ đầu. Thì các bạn chỉ được quyền lấy cái chứng minh vật khi các bạn thấy đúng cái con số mà các bạn tới cái vị trí này thôi. Nếu mà các bạn thấy quá hoặc là ít hơn thì các bạn không thể đi được. Thì các bạn có thể, nếu mà ví dụ như là mình đang ở cái vị trí này và mình phải thấy 1, 2 thì mình mới tới cái vị trí này, nhưng mà bây giờ mình lại thấy số 4 đi hoặc là số 6 đi, số 4 đi, thì bây giờ mình không thể đi như vậy được, thì mình sẽ có thể lấy những cái con còn lại mình đi, ví dụ 1, 2, 3, 4 đó, hoặc là 1, 2, 3, 4 là mình đi cái vị trí khác. Và cứ như vậy, ví dụ như là bạn không thể vượt qua được thì bạn có thể lấy những cái con còn lại của các bạn để mà các bạn đi. Thì một cái game rất là dễ và cũng rất là hay não. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thì các bạn nghĩ gì về cái game này? Thì mình cũng muốn chơi nhưng mà chơi cái game này cũng ok. Thì bây giờ mình sẽ chơi demo một vài ván cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ tung xúc xích để mà biết người nào đi trước ha. Một nút, 6 nút, ôi bạn màu vàng đi trước rồi. 1 nút, ok, thì bây giờ bạn màu vàng đi trước. Bạn màu vàng sẽ đi là 1, 2, 3, 4, 5. Cái này là không máy nha. Bạn sẽ đi thế này. Bạn màu vàng của mình sẽ bây giờ sẽ đi là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tại vì số 5 mà bạn tới đây nhưng mà bạn không phải đi vượt qua được, nên là bạn phải đi cái hướng khác không có cái chướng ngại vật. Ok, thì bây giờ sẽ tới bạn màu xanh ha. Xanh. Màu xanh là 5 nút. Thì đây các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Thì bây giờ mình sẽ được lấy và đặt cái chỗ khác. Đặt cái đâu đây? Đây là không, mình là mẫu nha, màu đỏ chưa đi nha. Mình sẽ đặt ở đây để mình sẽ phòng hờ bằng màu đỏ. Ok, bây giờ bạn màu đỏ sẽ đi nè. 4. Ok, 1, 2, 3, 4. Ok, bây giờ tới bằng màu vàng. 5. Bây giờ bằng vàng được đi, được triệt tiêu rồi. 1, 2, 3, 4 5. Ok, bạn màu vàng sẽ lấy cái này để chặn họng bạn màu xanh. Ok, bây giờ mình sẽ tới lượt bạn màu xanh. 1. Ok, tới lượt bạn màu đỏ này. 5. Ok. 1. 1, 2, 3, 4, 5. Đây. Ok, bây giờ mình sẽ chèn bạn màu vàng. Ok, bây giờ tới lượt của bạn màu vàng ha. 6. Thì bây giờ bạn đi hướng nào đây? Bạn bị chèn cái này, bị chèn cái này rồi. Thì bây giờ đi hướng ngược lại thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bây giờ tới bạn màu xanh ha. 2. Thì bạn màu xanh cũng không thể vượt qua cái này, tại vì cái này phải cần số 1 cơ. Bây giờ nên là bạn ấy sẽ lấy là 1, 2. Ok, tới lượt bạn màu đỏ. 5. Ok. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5. Ok, bạn màu đỏ sẽ đi tới đây đi. Ok. Bây giờ ta lượt bạn màu vàng ha. Màu vàng đã rồi. 1. Bước chậm chạp quá. Ok, bây giờ tới lượt bạn màu xanh. Xanh, màu xanh đây đúng không? 1, ok. Bạn màu xanh đã bắt được số 1 và đã có được cái này. Ok, mình sẽ bây giờ mình sẽ chặn họng bạn màu vàng. Ok. Bây giờ thì tới lượt của bạn màu đỏ. 1. Ok. Bứt phá cái này. Và bây giờ bạn màu đỏ sẽ chặn bạn màu xanh đi. Ok, bây giờ sẽ tới lượt của bạn màu vàng. 2. Ok. 1, 2. Tới lượt bạn màu xanh. 3 nút. Thì 1, 2 không được nè. Nhưng mà 1, 2, 3. Ok, và bây giờ sẽ tới lượt của bạn màu đỏ. Ok, 3 nút là 1, 2, 3 không được nè. 1, 2, 3. Đây đây. Ok, thì bây giờ sẽ tới lượt của bạn màu vàng. 2 nút. Không đi được rồi, đi cái mới thôi. Ok, thế là bạn màu xanh. 6 nút. Thì bây giờ bạn không thể đi cái này, bạn sẽ đi cái mới. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giờ sẽ lực bạn màu đỏ ha. 6 nút. Ok, thì bây giờ là bạn cũng không thể 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bạn sẽ đi cái mới. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bây giờ sẽ tới lượt của bạn màu vàng. 6 nút luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bạn màu vàng sẽ lấy cái này để mà chặn bạn màu đỏ thêm một xíu nữa. Ok, bây giờ mình sẽ tới màu xanh. 4 nút. Thì 1, 2, 3, 4. Ok, bạn màu xanh sẽ đưa tới cái lấy cái cục này, chặn thêm bạn màu vàng. Chặn trước, chặn sau luôn. Ok, mình sẽ tới được tiếp tục của bạn màu đỏ ha. 2 nút. Thì bây giờ bạn màu đỏ là 1, 2 không được nè. Ok, bạn màu đỏ sẽ đi 1, 2 cái này thôi. Với cái này rồi nè. Và bây giờ tới lượt của màu vàng ha. Màu vàng ha. Thì game này khá là nhanh đó. 4 nút. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ok, tới đây. 1, 2, 3. 3 nút là có thể trực tiêu bạn màu đỏ rồi. Màu vàng nữa ha. Bây giờ tới màu xanh. 1 nút. Ok, tốt quá. Triệt tiêu được cái này. Lấy cái bạn này. Chặn họng bạn màu vàng lại. Ok, và tới lượt bạn màu đỏ. 2 nút. Đó, 2 nút. Ok, 1, 2. Và sẽ lấy cái này. Oh. Để mà chặn bạn màu xanh đi. Màu xanh. Giờ sẽ tới lượt bạn màu vàng ha. 6 nút. Thì bây giờ là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ok, bạn màu vàng sẽ đi cái mới đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bây giờ sẽ tới lượt bạn màu xanh. 4 nút.
1, 2, 3, 4. Ok, xanh sẽ triệt tiêu được cái này. Và bây giờ mình sẽ chặn bằng màu đỏ và màu vàng ở đây. Ok, và bây giờ tới lượt của bạn màu đỏ. 6 nút, trời không mắng gì hết. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cũng không được. Thôi mình sẽ đi cây mới thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở đây. Đó. Bây giờ sẽ tới lượt của bạn màu màu vàng. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Cũng không được. Thôi bạn bảo sẽ đi cái mới đi. Đi tới đây đi. 5. Tới bạn là bạn màu xanh ha. 3. 1, 2, 3. Ok, triệt tiêu được cái thanh này. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục chặn bạn màu đỏ và màu vàng ở đây. Ok, đó là bạn màu đỏ. Bây giờ bạn màu đỏ là 1 hoặc 2. 1, ok. May mắn quá. Chặn tao hả mày. Ok, sẽ lấy thanh này rồi bây giờ sẽ chặn ngược lại bạn màu xanh. Ok, và bây giờ mình sẽ tới lượt màu đó. À, màu đó rồi, tới màu vàng chứ. 4. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Khó nhằn quá. 1, 2, 3, 4 đi. Ok, bây giờ thì tới lượt màu xanh. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, thôi lấy cái con mới đi. Ok, bây giờ tới lượt bạn màu đỏ này. 5 nút. 1, 2, 3, 4. Không được. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Về chỗ. Ok, bây giờ sẽ lượt của bạn màu vàng. 3 nút. Màu vàng 3 nút. 1, 2, 3. Ok, màu vàng đã triệt tiêu được cái này rồi. Và sẽ lấy cái này để chặn thêm bạn màu xanh. Chặn hai đường luôn. Ok, và bây giờ tới lượt bạn màu xanh. 1 nút, màu xanh 1 nút. Ok, chặn tao hả mày. Về chỗ màu vàng. Và bây giờ sẽ tới lượt của bạn màu đỏ này. 6 nút ha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Thôi 6 nút thì mình đi con mới cho rồi. Đây. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, tới lượt bạn màu vàng này. 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Thôi đi con mới thôi. À, đi con mới là được nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Về chỗ nhân đó. Ok, thế lực màu xanh. 2 nút. Màu xanh 2 nút. Ok, 1, 2. Ok, và bây giờ sẽ tới lượt của bạn màu đỏ. 2 nút. Ok, đúng rồi. 1, 2. Lấy được cái này. Giờ sao đây ta? Chặn bạn nào đây? Chặn họng bạn màu xanh ở đây. Không, chặn ở đây đi. Ok.
màu xanh, màu đỏ rồi thì giờ đi tới màu vàng này. 5. 1 2 3 4 5. Về chỗ đó. Giống với chị à. Ok, bây giờ sẽ tới lượt bạn màu xanh. 5. 1 2 3 4 5. Ok. Lấy cái thanh này. Chặn cái bà màu vàng này. Đi nhanh quá. Ok. Tới tới lượt bạn màu đỏ. 1. Chậm chạp quá. Tới lượt bạn màu vàng ha. 1. Chặn chị hả? Ok, lấy chặn thêm anh màu xanh này đi. Ok, tới lượt bạn màu xanh nè. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Thôi đi con mới. Ok, tới lượt bạn màu đỏ này. 2. 1, 2. Pin. Chặn bạn vàng này. Ok. Tới lượt bạn màu vàng này. Ok, video cuối nha các bạn. Tới lượt bạn màu vàng này. 1. Rất là may mắn. Tăng. Ok, đó. Chặn chị hả? Chị sẽ chặn em ở đây. Ok. Giờ tới lượt bạn màu xanh. 3. 1, 2, 3. Lấy thanh này. Vàng ơi, vàng ơi. Chặn lại. Tới lượt bạn màu đỏ này. 3. Úc. 1, 2, 3. Không được, 1, 2, 3. Cái này đi. Ok, tới lượt bạn màu vàng này. 2. 1, 2. Tới lượt bạn màu xanh. 2. 1, 2. Chặn bạn màu vàng lại đây. Không, chặn thêm này đi. Xanh, tới bạn màu vàng ha. 1. Ồ, may mắn quá. Mình sẽ chặn bạn màu đỏ thêm một cái nữa cho bạn khỏi tới tim mình. Rồi tới đoạn màu xanh. 1. Rất là may mắn. Ok, chặn bạn màu vàng ở đây đi cho bạn khỏi tới tim mình. Tới đoạn màu đỏ. 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Thì bây giờ sẽ tới lượt còn màu xanh này. 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Thôi. Mà anh này không có cái thẻ đi mới giờ phải đi thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Lấy cái này. Ok. Này này này. Bây giờ chặn bà nào đây? Chặn bà màu đỏ đấy cho bà khỏi tới tìm mình. Màu xanh. Rồi bây giờ tới màu đỏ. 6 nút. Đi cái mới. Màu vàng. 5 nút. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Thôi đi cái mới thôi. Màu xanh nè. 2 nút ha. Ok, 1, 2. Đi hơi vô vị ha. Chào chẳng. Chẳng. Thôi chẳng bà đây đi.
Không, bà lại tới bị giết mình sao? Giờ bạn màu vàng mà không đi tiếp là mình sẽ kết thúc game luôn ha. Chơi một màu đỏ nè. 4 nút. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À. Đây. Chẳng 3 màu vàng. Màu vàng đang đi hơi bị nhanh đây. Kết lượt cuối của bạn màu vàng hơn. Nếu bạn màu vàng không đi tiếp bên này thì mình sẽ kết thúc game. 4 nút. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ok, thì bây giờ mình sẽ kết thúc game ở đây. Tại vì game này rất là lâu các bạn ạ. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nhớ cho mình biết ý kiến về game này ha. Thì hẹn gặp lại các bạn tại những video mới của mình. Yes. I know. No. Finish the game, no. Ja. Alles können wir wieder spielen. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ like và theo dõi kênh YouTube của mình để nhận được nhiều video mới của mình sắp tới ha. Và nếu các bạn có thắc mắc gì về video và cũng và về những game mà mình sẽ review sắp tới thì các bạn cũng nhớ comment cho mình biết ý kiến luôn ha. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình thời gian qua và mình hy vọng là mình sẽ có nhiều video mới bổ ích về Pop Game để có thể đăng tải và giao lưu với các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Nhớ subscribe nha.